học đẳng trì không, cũng thường tinh tấn siêng năng tu trí bình đẳng với phương tiện thiện xảo hiểu rõ như thật đại trí thanh tịnh, thông suốt diệu lý bình đẳng của ba đời, không còn chướng ngại đi theo con đường chư Phật ba đời đã đi. Thiên vương nên biết đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu pháp như thế thì tâm chẳng dao động đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tôi thắng lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu những pháp nào mà nghe việc bất tư nghỉ của các Như Lai chẳng kinh chẳng sợ chẳng ưu chẳng não. Phật bảo tối thắng, thiên vương nên biết nếu đại Bồ Tát tu hành diệu tuệ diệu trí đầy đủ gần gũi bạn lành, ưa nghe pháp thâm sâu, hiểu rõ các pháp đều như huyễn vân vân, ngộ đời là vô thường có sanh thì phải có diệt, tâm không trụ dính mắc giống như hư không. Thiên vương nên biết đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu pháp như vậy nên nghe việc bất tư nghỉ của các Như Lai, tâm chẳng kinh chẳng sợ cũng chẳng ưu não. Tối thắng bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu những pháp nào mà thường được tự tại dù ở bất cứ chỗ nào. Phật bảo tối thắng, thiên vương nên biết nếu đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu năm thần thông đầy đủ không ngại đối với các môn giải thoát tịnh ngự vô lượng, phương tiện bát nhã ba la mật đa thường được tự tại dù ở bất cứ nơi nào. Bấy giờ tối thắng bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, chứng được những môn nào? Phật bảo tối thắng, thiên vương nên biết nếu đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, chứng được môn diệu trí thì có thể ngộ nhập các căn lanh lợi chậm lụt của tất cả hữu tình, đạt được môn diệu tuệ thì có thể phân biệt cú nghĩa của các pháp, đạt được môn tổng trì thì hiểu rõ tất cả âm thanh và lời nói, đạt được môn vô ngại thì có thể nói các pháp rốt ráo vô tận. Thiên vương nên biết đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu sẽ chứng được các môn như vậy. Tối thắng lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu chứng được những lực gì? Phật bảo tối thắng, thiên vương nên biết nếu đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sẽ được năng lực tịch tịnh nên thành tựu đại bi, được năng lực tinh tấn nên thành tựu bất thối, được năng lực nghe nhiều nên thành tựu đại trí, được năng lực tin ưa nên thành tựu giải thoát, được năng lực tu hành nên thành tựu xuất ly, được năng lực an nhẫn nên thương giúp hữu tình, được năng lực bồ đề tâm nên đoạn trừ ngã kiến, được năng lực đại bi nên giáo hóa hữu tình, được năng lực vô sanh nhẫn nên thành tựu 10 lực. Thiên vương nên biết đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu được các năng lực thủ thắng như vậy. Khi Thế Tôn thuyết pháp này, 500 Bồ Tát đắc vô sanh nhẫn, 8.000 thiên tử đắc bất thối truyền, 12.000 các chúng thiên tử xa lìa trần cấu phát sanh pháp nhãn thanh tịnh, 40.000 trời người đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.